Trung tâm hỗ trợ thanh niên tỉnh Đoàn Kon Tum phối hợp huyện Đoàn Sa Thầy tổ chức lớp dạy nghề chế biến rượu cần cho 35 đoàn viên thanh niên tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy. Ngoài học lý thuyết, các học viên được hướng dẫn và trải nghiệm các công đoạn nấu cơm nếp, lựa men, ủ rượu. Qua đó, giúp các đoàn viên thanh niên được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản để vận dụng sau khi kết thúc khóa học, tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân, gia đình. Đây còn là hoạt động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng dân tộc thiểu số, giúp thanh niên người dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Thời gian qua, huyện Sa Thầy đã tổ chức 2 lớp dạy nghề chế biến rượu cần cho 70 đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp Trung tâm hỗ trợ thanh niên tỉnh tổ chức định hướng nghề nghiệp, việc làm cho hơn 300 đoàn viên thanh niên.